Các em có đồng ý sẽ yêu mến CDC, gắn bó và đi với CDC đến hết cuộc đời, khi khó khăn cũng như lúc vui sướng, khi buồn bã cũng như lúc thăng hoa, từ bỏ mọi thứ vui khác để ở lại với CDC không? Nhắc lại theo tôi nào. Oh,